Các bạn ơi, các bạn có muốn học tiếng Anh miễn phí như là mình không? Và được nhận quà miễn phí nữa chứ. Nên là nếu các bạn muốn thì hãy lên trang Duolingo Kids để tham gia mini game của Duolingo Kids. Thứ bảy lần tuần thì luôn luôn là có mini game cho các bạn. Và khi mà các bạn trước khi xem video thì các bạn nhớ ấn subscribe cho kênh Duolingo Kids và nhớ ấn chuông thông báo nha. Để làm chi nè, để khi mà có mini game hoặc là có bài tiếng Anh mới thì các bạn có thể nhanh chân và học và chơi luôn. Nên là bây giờ các bạn hãy lên kênh mình ấn ghi vào phần comment và phần bình luận. Và bây giờ bắt đầu video mới thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh The Kid. Và hôm nay mình đã quay trở lại và tập hợp một cái video đó chính là gọi là rồi nó chỉ bị đứt thôi các bạn ạ. Đó là Q&A phần 2. Q&A phần 2 này thì có những câu hỏi bá đạo nên là mình sẽ đọc cho các bạn luôn nha. Tại vì mình có để cái tờ giấy bên dưới mình lười lấy quá. Giờ mình đây mình đã ghi trong đây hết rồi. Bây giờ trong đây là có Q&A cùng có các bạn đã hỏi trên Facebook và đã có YouTube. Và bây giờ Q&A 1 đó chính là: sao bạn không tổ chức mini game nữa? Kênh của bạn đã được 55 người rồi. Cái câu hỏi này á, thì mình cũng đã có chưa rep luôn. Đúng rồi, chưa rep. Nhưng mà mình cũng có bây giờ mình sẽ trả lời cho Lê luôn. Đó chính là tại vì kênh mình chưa đạt đủ được trên 60 subscriber. Nên là bây giờ cái máy tính mình kế bên để mình sẽ xem. What? Kênh của mình mới có 55 mà bây giờ đã tăng đến 57. Chỉ cần thêm 3 cái subscribe nữa thôi, hoặc là 2, hoặc là 5 cái subscribe nữa gì đó thì mình sẽ tổ chức mini game cho các bạn. Ok, và bây giờ câu hỏi thứ hai là gì đây? Bạn có người quay phim không? Cái câu này thì mình cũng trả lời luôn, đó chính là không. Tại vì video là chỉ có mình là chỉnh sửa video nè, rồi mình cũng quay luôn, là cũng có cái chân máy ở đây và hai cái ánh sáng ở bên đây luôn, là mình chuẩn bị hết. Nên là các bạn đừng hết nữa nha. Và tiếp theo là bạn có em hay chị gì để quay video chung không? Thì cái này thì cũng có một em tên là tên một Kid á, là em ấy làm ở em ấy cũng có làm YouTube nhưng mà kênh của YouTube của em ấy đã được 22 người rồi. Có gì các bạn cũng mình ủng hộ em ấy nha. LT vật Kid thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy tên em ấy, nên là mong các bạn ủng hộ em ấy và ủng hộ mình và ủng hộ Leo Kid. Lý do vì sao mình từ trong đầu video mình hay nói Leo Kid nhiều đó chính là tại vì Leo Kid á là một người mình rất là an tâm cho cho em mình học ở đó. Em mình cũng có học đó các bạn, nhưng mà xin lỗi các bạn tại vì lại có một số chuyện trục trặc về kỹ thuật, không phải chỉ thực mà tại vì có ba mẹ mình đó là mình đi quá cái bánh vào nó nhăn luôn. Xin lỗi các bạn cho mình nhắn vô là tại vì trong từ giấy điện ngoại luôn. Làm gì cũng phải có xíu xì để bớt chứ không các bạn. Xì răng rồi mình được tặng một bạn tặng. Rồi câu hỏi thứ hai, lúc mà câu hỏi đó là lý do vì sao mà mình nhắc đi rồi Leo Kid là tại vì đó là mình an tâm cho em mình học, nên là mình mới kêu các bạn là hãy học Leo Kid đi. Và em mình cũng đã nhận được một cái quà, phần quà mini game của Leo Game 15. Nên là mong là các bạn đừng có như là gọi là cái gì đó kệ đi, không nên nói chuyện này nữa. Và bây giờ câu hỏi thứ tư là sao bạn không quay thử thách hay gì? Tại vì bây giờ là hiện tại là em mình chưa có về, là em là tên một kiếp hết các bạn chưa có về. Em ấy hứa là sẽ mua mì đen với mì cay, tại vì phải có hai người phải thách được. Bây giờ cho dù mình có tiền nhiều quá có rồi, cho dù bây giờ mình đi mua mì cay cũng không có thách ai đâu, chỉ không lẽ đập họ mở và ăn thử thôi. Tại vì mình có ăn xăm gian rồi và mì tương đen thì mình để em ấy mua về và thách cùng mình. Nên là các bạn đừng hỏi câu này nữa nha.
Tiếp theo là bạn đã có ghế chưa? Đó, câu này lên rất là... Ủa, câu này mình đã nhớ là hôm bữa là bên kia nãy phần 1 các bạn đã hỏi mình rồi mà. Chứ mình cũng không nhớ nữa là câu này là mình đã chưa. Rồi, tiếp theo là câu cuối cùng là ba mẹ bạn có yêu thương bạn không? Và bạn hãy cho mình biết bạn bao nhiêu tuổi. Ô, cái này là mình cũng đã trả lời rồi rồi ở bên phần 1. Là vậy là bạn này chắc chắn là đang mới vào xem video của mình. Rồi mình sẽ trả lời lại lần thứ N luôn. Đó chính là mình là Nguyễn Quỳnh Gia Tuấn, 12 tuổi. 12 tuổi và học trường trung học cơ sở Mỹ Đình Chi, tỉnh Hòa Thành, Tiên Ninh. Và shop của mình cũng là nhà của mình là số 8 Nguyễn Văn Linh đó các bạn. Và mình có rất là thương ba mẹ và câu này mình rất là thích. Và đây là câu cuối cùng luôn là sao bạn không làm blog gì thế? Thì cái này là tại vì mình bận học đó các bạn, cũng gần tới thi giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 rồi. Chỉ còn 9 tuần nữa là mình đã được nghỉ hè nên là mình lo tâm sự và học không có làm blog cái chuyện được. Nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ thông báo tặng giveaway. Giveaway của chúng ta là phần quà của mình là sẽ mình sẽ bí mật. Nếu mà các bạn muốn biết thì các bạn hãy lên trong Family Shop á, mình có để phần dưới đó là Facebook Shop á, thì các bạn nên chọn cái mà sẽ biết được quà giveaway là gì. Nên là các bạn sẽ coi tỷ lệ tham gia chương trình, cái đó là giveaway nha các bạn, giveaway của shop. Còn mini game là mini game của kênh, còn giveaway là khác nữa. Tại vì có nhiều bạn không biết, nếu mà bạn xung trận xung trí có coi video này á thì bạn ấy hãy email lại cho mình, tại vì mình hóc mắt bận học nên là mình không có giao quà mini game cho bạn được. Nếu mà bạn có cần gì thì bạn cứ điện thoại cho mình đi rồi mình sẽ nói chuyện với bạn sau ha. Và còn mini game thì mình sẽ đợi tới 60 người 61 gì đó thì mình sẽ bắt đầu mini game luôn, nên là các bạn hãy cố gắng chờ đợi nha. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy hay thì mình like, share, subscribe để gọi tên này kia có nhiều video mới hơn nữa nha. Và các bạn nhớ ấn subscribe và ấn nút thông báo trước khi xem video nữa nha. Và bye bye và hẹn gặp lại.